Hôm nay tôi sẽ làm thử thách đuổi bắt trốn tìm quanh tỉnh. Thử thách lần này đã khó hơn rồi. Lần này sẽ có 3 thám tử đi bắt tôi cùng lúc. Và thám tử nào bắt được tôi đầu tiên thì sẽ nhận được giải thưởng 10 triệu đồng cho tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ truy lùng anh Dưỡng. Hiện tại tôi đang ở thành phố Từ Sơn và tôi sẽ đi quanh quanh thành phố xem có chút manh mối nào của anh Dưỡng không. Tôi đang đứng ở bờ sông của thị xã Thuận Thành. Tôi đã ở đây từ sáng không hề thấy bất kỳ một chiếc ô tô hay hình bóng của anh Dưỡng đi qua đây. Thì hiện tại tôi đang ở Quế Võ để truy tìm cậu Dưỡng nhá. Và lần này tôi sẽ làm căn phòng bí mật ở nhà hoang để trốn thám tử. Liệu thám tử có phát hiện ra được tôi không? Ở gần đây tôi thấy có một quảng trường rất là to. Bây giờ tôi sẽ ra đấy xem anh Dưỡng có trốn ở đấy không. Tôi có thể khẳng định là anh Dưỡng không trốn ở bờ sông này. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi truy lùng anh Dưỡng rồi. Đằng sau đây là cái hồ rất là to. Thì trước anh em tôi cũng hay ra đây làm clip, ra đây tìm xem có cậu Dưỡng làm căn phòng bí mật ở trên mặt hồ này không nhá các bạn nhá. Mặc dù căn nhà đã được bỏ hoang 30 năm rồi nhưng mà tôi thấy cái giường này vẫn còn rất là chắc chắn. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem cái giường này còn sử dụng được không. Vậy là tôi đã tới quảng trường. Tôi thấy ở đây có rất là nhiều chỗ thích hợp để làm căn phòng bí ẩn. Bây giờ tôi sẽ đi quanh quanh và kiểm tra xem anh Dưỡng có làm căn phòng bí ẩn ở đây không. Sau hàng chục video chế tạo căn phòng bí mật thì tôi đã rút ra được một kinh nghiệm, đó chính là anh Dưỡng sẽ không lựa chọn những cái địa điểm công cộng để lẩn trốn mà sẽ trốn ở những cái địa điểm vắng người. Cho nên bây giờ tôi sẽ đi tìm những cái chỗ nào vắng để tìm anh Dưỡng nhá. Thì nhìn mặt hồ này thì là không thấy rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đi một vòng quanh nhé các bạn nhé, chứ trên mặt nước là không có rồi. Cái giường này đã bị thời gian làm hỏng rồi, không sử dụng được nữa. Ở đây tôi thấy có cái bục này. Bây giờ tôi sẽ vào kiểm tra xem anh Dưỡng có làm căn phòng bí ẩn ở đây không. Ui, anh Dưỡng không làm căn phòng bí ẩn ở đây rồi. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm chỗ khác. Ở đây có những lùm cây rất là to. Bây giờ tôi sẽ vào kiểm tra xem anh Dưỡng có trốn ở đây không. Ui, không có rồi. Đang chạy xe loanh quanh để xem tôi có may mắn phát hiện ra xe ô tô của anh Dưỡng ở đâu đấy không. Thì tôi chợt nhận ra ở đây ngày xưa mấy anh em chúng tôi đã từng chơi trốn tìm đuổi bắt. Ở đây thì có rất là nhiều chỗ trốn như là cống rồi bể nước. Nhưng mà bây giờ thì nó đã trở thành một cái trường học hoàn chỉnh rồi. Thì chắc anh Dưỡng cũng không trốn ở đây nữa đâu. Thôi bây giờ tôi tiếp tục di chuyển để tìm anh Dưỡng nhá. Trên mặt hồ thì không có rồi. Nhưng mà ở rìa lại bụi rất là rậm. Thì giờ tôi sẽ tìm nhá, xem có cậu Dưỡng trốn ở dưới đây không. Chui xuống dưới đây tí nào các bạn ơi. Cái hồ này thì nó rất là sâu, không có luôn các bạn ơi. Dưới đây lại không có rồi, tiếp tục di chuyển. Tìm hết cái khu vực hồ lại rồi không thấy luôn. Thì bây giờ lại di chuyển đi chỗ khác thôi. Và ở chỗ này có rất nhiều lá cây. Thường thường người ta bảo là chỗ nào có một lá cây thì đấy là chỗ rắn hổ mang hay đẻ con đấy, hay làm tổ. Vậy tôi phải kiểm tra đã. May quá không có rắn hổ mang. Quảng trường này rất là to. Nếu mà Dưỡng trốn ở đây thì tôi sẽ nhìn thấy ngay. Và ở đây có những lùm cây to, tôi cũng đã kiểm tra rồi. Anh Dưỡng không trốn ở đây. Bây giờ tôi sẽ đi một vùng quanh quảng trường xem Dưỡng có giấu xe và trốn ở đây không. Tôi vừa phát hiện ra cái địa điểm này. Tại đây có hàng trăm nghìn cái ống cống lớn nhỏ khác nhau. Nếu mà anh Dưỡng chế tạo một căn phòng bí mật ở đây thì sẽ rất khó để đi tìm được anh Dưỡng. Nhưng mà với kinh nghiệm 20 năm trong nghề thám tử của tôi, nếu anh Dưỡng trốn ở đây nhất định tôi sẽ tìm ra. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh Dưỡng ở quanh đây thôi. Không biết cậu Dưỡng hôm nay trốn ở đâu. Cái gầm cầu này và cái quả đồi ở trên kia thì các bạn biết rồi, chúng tôi đã làm rất nhiều clip ở đây rồi. Thì không nói nhiều nữa, thì bây giờ tôi sẽ đi tìm ở những địa điểm này nhá. Gầm cầu này cũng có rất nhiều chỗ trốn lý tưởng các bạn ơi. Đây có mấy cục đá rất là to, trèo lên đây xem có không. Đây là không có rồi, tiếp tục di chuyển đi chỗ khác. Thì muốn ở được trong căn nhà hoang này thì bây giờ tôi sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ, chứ không thể ở được như này được. Đây cái thùng gì có tiếng Trung Quốc từ bao giờ này. Bây giờ tôi sẽ phải dọn dẹp lại thì mới ở được trong này, không bị bẩn lắm. Cái giường này tôi thấy vẫn khá là chắc chắn thì tôi chỉ đi đẽo thêm mấy cái thanh giường này là sử dụng được thôi. Tôi đã tìm quanh quanh cả trường và không thấy xe anh Dưỡng ở đây. Khả năng anh Dưỡng không trốn ở đây rồi. Ở Từ Sơn có một địa điểm nổi tiếng khác, đó là Đàn Đô. Bây giờ tôi sẽ ra Đàn Đô xem anh Dưỡng có trốn ở đây không. Anh Dưỡng ơi, trốn ở đâu anh Dưỡng ơi? Anh Dưỡng ơi, có trốn ở đây không? Anh Dưỡng ơi, chỗ này thì khả năng là không có rồi. Tôi sẽ mất khá là nhiều thời gian để tìm hết cái khu ống cống này. Thôi, tiếp tục di chuyển. Không biết là anh Dưỡng đang lẩn trốn ở đâu. Ở phía trên này còn rất là nhiều ống cống, nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều nhất ống cống có thể. Mấy cái bức tường bê tông này rất là to. Nếu mà làm căn phòng bí ẩn trong đây thì cũng rất là chill luôn các bạn ơi. Xem nhìn kỹ xem có Dưỡng trốn ở đây không nhá. Trèo lên trên cao để nhìn rõ hơn nhá. Bên ránh này không có rồi. Ránh này không có luôn. Thôi các bạn ơi, tiếp tục nhanh chóng di chuyển đi chỗ khác tìm kiếm đi. Trong lúc này ba thám tử cũng đang đi bắt tôi. Vì là thử thách trốn tìm khắp tỉnh nên rất là khó. Vì vậy là mỗi một tiếng tôi sẽ có một gợi ý cho thám tử. Và mỗi một gợi ý từ Nguyễn trừ đi 1 triệu của thám tử. Vậy là tôi đã tới Đền Đô. Bây giờ tôi phải gấp rút đi tìm anh Dưỡng. Không biết là anh Sáng và anh Côn đã tìm anh Dưỡng ở đâu rồi. Thời gian đã sắp hết 1 tiếng, tôi phải gấp rút đi tìm anh Dưỡng thôi. Khả năng là anh Dưỡng không trốn ở khu ống cống này rồi. Thì có những cái ống cống rất là nhỏ, anh Dưỡng không thể nào chui vừa. Còn những cái ống cống to thì tôi cũng đã tìm rồi, không có anh Dưỡng. Khả năng là anh Dưỡng không trốn ở đây đâu. Thôi tiếp tục di chuyển sang những địa điểm khác để tìm anh Dưỡng nhá. Thì bên
kia đường có công viên tượng đài rất là to. Bây giờ tôi sẽ sang đấy tìm kiếm. Vùng quanh cái tượng đài này nó cũng rất là lớn nhưng mà nó không có chỗ trốn các bạn ạ. Nó rất là thoáng. Nếu như mà trốn ở những chỗ này là tôi sẽ tóm sống luôn. Không có các bạn ơi, đi lốt sang vọng bên đây không mà có không nhé. Còn ở những cái cây, những cái bụi cây này thì không phải làm mà trốn được vào trong đây. Có khi là dưới cái đục tường làm cái hầm ở dưới đây không các bạn ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là không có đâu các bạn ạ. Vì đây là nơi công cộng. Bây giờ tôi phải phân tích lại này. Với tính khí của thằng Dướng thì nó không thích chỗ đông người này, lại không thích nhờ vả này. Bây giờ khả năng tôi sẽ quay lại thành phố các bạn ơi, tìm những cái vị trí mà Dướng nó đã từng trốn, ví dụ như ở nhà hay là ở cửa hàng này. Bạn đi theo tôi nhá. Gợi ý đầu tiên cho thám tử, tôi không ở thành phố Từ Sơn nhá. Phần thưởng đã trừ đi 1 triệu. Tôi không ở thành phố Từ Sơn nhá, tôi đang ở chỗ khác. Thám tử ơi, vậy là tôi đã tìm vùng quanh đền đâu này rồi, không có anh Dướng ở đây. Tôi đang rất là buồn vì nhận được thông báo từ anh Dướng là anh Dướng loại bỏ thành phố Từ Sơn. Bây giờ tôi sẽ sang huyện Tiên Du để tìm anh Dưỡng xem có anh Dưỡng ở đấy không. Vậy là tôi đã tìm ở thị xã Thuận Thành này được 1 tiếng đồng hồ. Gợi ý đầu tiên đã xuất hiện, thành phố Từ Sơn đã được loại bỏ khỏi khu vực lẩn trốn. Khả năng là bây giờ tôi sẽ di chuyển sang một huyện khác để tìm kiếm anh Dưỡng. Anh Dưỡng chắc là không có ở Thuận Thành này rồi. Đang trên đường từ Quế Võ về thành phố thì nhận được thông báo của Dưỡng là loại thị xã Từ Sơn các bạn ơi. Tức là chúng tôi không phải tìm ở thị xã Từ Sơn nữa nhá. Căn nhà bỏ hoang này bẩn quá, kéo dọn 3 ngày 3 đêm không sạch được mất. Cái nhà hoang này quét không sạch được, phải dùng nước để rửa nhà mới sạch được. Vậy là tôi đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà hoa. Nhìn nó cũng không sạch lắm nhưng mà nói chung là đủ để tôi có thể ở đây được rồi. Thì bây giờ tôi sẽ cho đồ lộn đất vào trong căn nhà hoa này nhá. Vậy là tôi đã tới Tiên Du và ở Tiên Du đây có một chùa lim rất là to. Bây giờ tôi sẽ đi tìm quanh quanh đây xem anh Dưỡng có trốn ở đây không. Không biết anh Dưỡng có ở đây không nhỉ? À trong đây. Ui khóa cả rồi. Bây giờ tôi sẽ lên trên đây xem anh Dưỡng có trốn trên đó không. Mong anh Dưỡng có ở đây. Ui ở đây đóng cửa rồi, thử sang kia xem có không. Chỗ này cũng đóng cửa, chắc anh Dưỡng không có ở đây đâu. À tôi nhớ ra rồi, anh Dưỡng rất là hay đi hát với một ông chú ở bên Yên Phong. Bây giờ tôi sẽ sang bên đấy để tìm anh Dưỡng nhá. Bỏ qua Thuận Thành này, anh Dưỡng khả năng là không trốn ở thị xã Thuận Thành rồi. Thôi bắt đầu di chuyển sang bên Yên Phong thôi. Vậy là tôi đã đến nhà của cậu Dưỡng nhá. Hy vọng cậu Dưỡng trốn ở nhà để tôi bắt được cậu Dưỡng để tôi nhận được phần thưởng các bạn ơi. Em ơi, Dưỡng ở nhà không? Ông lên đây, đây chơi hả ông? Không tin lời Yến được, các bạn ơi phải đi kiểm tra nhá. Không thể tin lời Yến được. Dạ, ban công phơi quần áo không có không? Không có luôn các bạn ơi. Tiếp tục nhanh nhanh không, hai thằng kia nó bắt được trước thì mất phần thưởng các bạn ơi. Không có đâu, không có các bạn ơi. Đây không có luôn. Liệu có khi nào làm cái căn phòng bí mật lần thứ hai dưới gầm giường này không? Không có các bạn ơi, không thấy có bóng đèn là không có rồi. Thì ở nhà này tìm không có rồi thì trong nhà vệ sinh cũng không có luôn. Trong nhà này không có rồi thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục ra công ty nhá các bạn. Nhanh chóng các bạn ạ. Đây sẽ là giường ngủ nhá. Cái giường cổ này hồi xưa rất là bé. Cái tấm này nó to quá không để vừa cái giường luôn. Mang cả tủ lạnh vào nhà hoang luôn. Đây là bàn làm việc nhá. Tôi đã thiết kế bàn làm việc ở đây. Máy tính ở đây. Ôi như vậy tôi đi tìm khắp khu chùa Lim rồi. Không thấy anh Dưỡng đây. Theo những clip anh Dưỡng đã chế tạo những căn phòng bí ẩn thì tôi thấy là anh Dưỡng chắc chắn sẽ chế tạo một căn phòng bí ẩn ở cửa hàng. Bây giờ tôi sẽ về cửa hàng xem có anh Dưỡng ở đấy không. Vậy là tôi đã có mặt ở huyện Yên Phong. Tôi đã bỏ ra 1 tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển từ Thuận Thành lên tới Yên Phong này. Và trong thời gian 1 tiếng đấy thì gợi ý thứ hai cũng đã xuất hiện. Vậy là tôi cũng đã về đến công ty. Thì xe không có ở đây nhưng mà không biết người có ở trong công ty không nhá. Thì Dưỡng nó rất khôn, có khả năng nó giấu xe đi và nó trốn ở công ty. Quang, có anh Dưỡng ở công ty không? Không, anh Dưỡng có đâu, anh Dưỡng đi đâu? Khai thật, khai không thật là anh đấm mày đấy. Ủa? Không có thật không? Thật luôn. Anh mà đi tìm thấy mà có thì mày chết với anh nhá. Dạ, anh tìm thoải mái. Thì ở lầu dưới này thì chắc là cũng khó có chỗ trốn các bạn ạ. Thử vào trong đây xem mà làm lại căn hầm ở trong tủ lạnh không các bạn ạ. Không ai mà ấy hai lần trên một dòng sông rất không có luôn. Ở dưới đây là không có rồi. Thì giờ tôi sẽ lên trên trần nhá. Công ty thì nó là cái kho thì nó hơi bừa bộn, không thể làm mà tránh khỏi được các bạn. Làm căn phòng ở trong tủ lạnh này không? Tủ lạnh này không có. Ở công ty cũng không có, ở nhà cũng không có. Thì địa điểm ở trên thành phố thì xem Dưỡng có thể trốn ở đâu nữa nào. Thì bây giờ tôi ở trên Bắc Linh thì có cái đền Giếng Ngọc rất là nổi tiếng. Thì tôi chưa ra đấy bao giờ, thì bây giờ tôi sẽ ra đấy tìm xem Dưỡng có ra đấy trốn không nhá các bạn nhá. Các bạn đi theo chân tôi. Gợi ý tiếp theo cho ba thám tử là tôi không ở huyện Yên Phong nhá. Tôi đang ở chỗ khác nhá. Tặng ba thám tử nhá. Chúc ba thám tử may mắn nhá. Tiếp tục trừ 1 triệu. Phần thưởng bây giờ chỉ còn 2, 4, 6, 8 triệu thôi.
Vậy là tôi đã về tới cửa hàng PD Sport. Bạn nào muốn mua đồ thể thao hãy đến 139 Nguyễn Thiệu, thành phố Bắc Ninh. Trong quá trình di chuyển tôi đã nhận được một gợi ý từ anh Dưỡng, đó là anh Dưỡng loại huyện Yên Phong. Bây giờ tôi sẽ vào tìm anh Dưỡng xem có Dưỡng ở đây không. Khiến tôi cực kỳ buồn luôn các bạn ạ. Gợi ý thứ hai đã loại bỏ huyện Yên Phong khỏi phạm vi tìm kiếm. Trời ơi, tôi lãng phí một tiếng đồng hồ luôn. Khả năng là bây giờ sẽ di chuyển trở về công ty, nơi mà anh Dưỡng đã từng chế tạo những căn phòng để tìm kiếm manh mối. Không thể để cho hai thám tử kia tìm thấy anh Dưỡng trước tôi được. Thôi, let's go, trở về công ty tìm manh mối thôi. Sau một hồi di chuyển thì tôi cũng đã tới cây cô đơn các bạn ơi. Cây cô đơn này thì nó rất là thưa, không thể nào Dưỡng trốn ở đây được các bạn ạ. Tôi xem trên TV thì nó rất là to, nhưng mà đến đây cảm nhận bằng mắt thường thì nó cũng nhỏ thôi các bạn ạ. Ủa, như nhận được thông báo sao ấy. Dưỡng loại Yên Phong và này, Dưỡng trốn ở đâu ký thế nhỉ? Đến giờ phút này không biết mấy thằng kia cũng đã có manh mối gì chưa. Anh Quang ơi, từ sáng giờ anh có manh mối của anh Dưỡng không? Không, từ sáng giờ có gì đâu. Có vừa lấy anh Côn vào đây nhưng mà cũng hỏi có anh Dưỡng không, xong lại tìm không thấy lại đi rồi. Anh Côn tìm thấy à? Ồ, như vậy anh Côn đã tìm ở đây rồi. Bây giờ tôi sẽ tìm quanh thành phố xem anh Dưỡng có trốn ở thành phố không. Em đã về tới đây rồi à? Em về rồi ạ. Em tìm trong cửa hàng này chưa? Em tìm rồi, vừa em vào tìm với cả hỏi anh Quang là anh cô đã tìm đây rồi, không thấy Dưỡng. Thế em đi được những đâu rồi? Em đi ở Từ Sơn với Tiên Du rồi anh ạ. Từ Sơn, Tiên Du, anh thì đi Thuận Thành với cả bên Yên Phong rồi. Thì bây giờ không biết anh cô đâu nhỉ? Anh cô về đây xong lại đi đâu? Để anh gọi hỏi anh cô xem anh cô đi được những đâu rồi. Alo. Gì đây? Anh đang đâu đấy? Anh đang ở Tiên Du. Xuống Tiên Du làm gì? Phong có tìm ở Tiên Du rồi. Thế anh tìm được những chỗ nào rồi? Thành phố với Quế Phố. Em thì tìm ở Thuận Thành với cả Yên Phong rồi. Phong nó tìm Tiên Du với Từ Sơn rồi, không có. Bây giờ còn mỗi là ở Gia Bình với Lương Tài thôi. Với thành phố, à thành phố anh tìm rồi nhỉ. Thế khả năng chỉ trốn ở Gia Bình hoặc Lương Tài thôi anh ạ. Anh em mình hẹn nhau ở Gia Bình nhá. Không, em không hẹn đâu. Ê, anh ơi, em thì mấy anh Dưỡng trước em lấy phần thưởng như. Thôi nhá. Đang đi xuống Tiên Du tìm sáng gọi điện hỏi thăm. Phong đã tìm ở huyện Tiên Du rồi, không có. Thì anh em chỉ còn hai huyện Lương Tài với Gia Bình chưa tìm nữa thôi. Thì bây giờ tôi sẽ nhanh chóng về Gia Bình với Lương Tài tìm tiếp nhá các bạn nhá. Phong ơi, em đi con xe ghẻ này thì làm sao mà đuổi được anh. Anh bây giờ đổi sang xe Z300 phóng một phát về tới Gia Bình, về tới Lương Tài tìm anh Dưỡng, bắt sống anh Dưỡng lấy phần thưởng luôn. Em với anh Côn á. Thôi thua đi em ơi. Ừ, anh ơi, cho đi với, hợp tác với. Thôi bye bye Phong nhá, anh đi trước đi. Anh ơi, cho em đi với anh ơi. Xong căn phòng bí mật ở nhà hoang. Lúc đầu trong đây là một đống đổ lát hỗn độn, nhưng mà bây giờ đã biến thành một căn phòng bí mật đẳng cấp. Mọi người thấy đẹp không? Nếu mà đẹp mà like, subscribe, đăng ký kênh để giúp kênh cho lên 10 triệu sub nhá. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết nha. Đây là cái tủ lạnh, rất nhiều đồ ăn. Wow. Đây là Pepsi này, là đồ ăn này, máy tính để giải trí này. Đặc biệt đây là một cái nhà vệ sinh công cộng này. Đấy, tận dụng để làm ghế ngồi giải trí luôn. Đấy, ghế ngồi chơi máy tính luôn nhá. Và đặc biệt có rất nhiều đồ ăn luôn. Và tôi đã cải tạo được cái giường này rồi. Cái giường lúc đầu rất là cũ lát nhưng mà tôi đã thay thế bằng một tấm này. Nói chung là có thể nghỉ ngơi được. Mọi người thế nào? Bây giờ tôi đã tới Gia Bình, không biết anh Sáng và anh cô đã tìm tới đâu rồi. Tôi thấy ở đây có một bãi đất trống, bây giờ tôi sẽ tìm quanh đây xem anh Dưỡng có lẩn trốn hay không. Chạy xe một lúc thôi mà tôi đã về gần tới nơi rồi. Ở phía bên kia đã là Gia Bình, nhưng mà tôi sẽ không sang Gia Bình, tôi về thẳng Lương Tài. Bởi vì nhá, theo như tôi phân tích qua rất là nhiều video chế tạo căn phòng bí ẩn thì anh Dưỡng chỉ có trốn ở cửa hàng hoặc là ở làng thôi. Cho nên bây giờ tôi sẽ về thẳng Lương Tài, về tìm ở quanh làng. Chắc chắn đến 90% là anh Dưỡng đang ở nhà hoặc là ở đâu đấy quanh nhà. Bây giờ tôi sẽ về nhà để tìm manh mối, sau đó là bắt anh Dưỡng trước khi mà hai ông thám tử kia kịp tới. Cái huyện Gia Bình này thì nổi tiếng nhất thì chỉ có núi Thiên Thai mấy cái sân bóng chúng tôi hay đá, thì bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn lên cái núi Thiên Thai trước nhá, xem Dưỡng có trốn trên cái núi Thiên Thai đấy không các bạn ơi. Tôi đã lên trên núi nhá các bạn nhá. Trên núi này thì như các bạn thấy đây thì nó khá là thông thoáng các bạn ơi. Không biết Dưỡng có trốn ở đây không, nhưng mà tôi sẽ trèo lên cao một tí nữa các bạn ạ. Khá là thông thoáng, không có chỗ trốn luôn. Thì rừng cây đây chỉ có rừng thông thôi các bạn. Chỗ này hơi bụi rậm một tí các bạn ơi. Xem Dưỡng có trốn ở đây không, cũng không có luôn. Vậy là tôi cũng đã đi hết một vòng núi rồi các bạn ạ. Không có dấu vết của Dưỡng ở đây. Giờ lại không biết thằng Sáng với thằng Phong đã bắt được Dưỡng chưa. Để hy vọng hai thằng đấy nó chưa bắt được Dưỡng thì tôi còn có cơ hội tôi bắt được Dưỡng. Tôi còn nhận được phần thưởng nhá các bạn nhá. Tôi nhanh di chuyển nhanh thôi. Căn phòng bí mật này có một cái rất là hay này. Mọi người nhìn thấy các cái lỗ này không? Những cái lỗ này có giúp tôi có thể quan sát được bên ngoài. Đấy.
biết là thám tử đang ở đâu luôn. Đấy, có rất nhiều lỗ xung quanh nhà luôn. Nếu mà thám tử đến gần là tôi phát hiện ra ngay. Không biết giờ này ba thám tử đang ở đâu nhỉ? Tôi đã nghĩ ra được một cách để đánh lạc hướng thám tử. Tôi sẽ để ô tô ở nhà, thám tử sẽ tưởng là tôi ở nhà. Sau đó tôi sẽ đặt bẫy ở trong nhà nữa. Đấy, thám tử càng tin tưởng tôi là tôi ở nhà. Tôi sẽ đặt những cái bẫy thật đau đớn để cho thám tử thấy thế mà bỏ cuộc. Ở đây có rất là nhiều đống gạch dựng thưa nhau, không biết là anh Dưỡng có dựng căn hầm bí mật đấy không? Bây giờ tôi sẽ đi tìm. Cái này ở đây không có, tìm chỗ khác vậy. Ui, ở chỗ này có ô tô quá. Không biết là Dưỡng có làm ở đây không? Ủa, đây có cái nào ở đây? Ở đây không, chắc không có rồi. Vậy là tôi đã tìm hết cái khu đất hoang này rồi. Không thấy dấu vết của anh Dưỡng. Bây giờ tôi sẽ đi quanh quanh cái gia bình này xem có dấu vết của anh Dưỡng không. Còn nếu mà không tìm được thì tôi sẽ về lương tài. Gợi ý tiếp theo là loại thị xã Quế Võ. Tôi không ở thị xã Quế Võ nha, tôi đang ở chỗ khác nha. Chúc ba thám tử may mắn. Vừa ghé qua sân bóng rồi cũng không có Dưỡng ở đấy. Không biết nó trốn ở đâu mà ký thế nhỉ. Khả năng thằng Dưỡng nó không trốn ở đâu xa đâu. Ở những vị trí gần thì ở cửa hàng, ở chung cư thì cũng không có rồi. Thế bây giờ chắc tôi phi về nhà quê tôi tìm nhá các bạn nhá. Quả nhiên là như tôi dự đoán, tìm thấy xe anh Dưỡng, tức là tôi sắp sửa bắt được anh Dưỡng rồi. Ui, xe anh Dưỡng rồi, anh Dưỡng ơi. Chắc chắn anh Dưỡng đang trốn trong nhà, đi vào nhà bắt anh Dưỡng rồi. Phải có cái lệnh mới tìm được anh Dưỡng. Hai ông thám tử kia tồ tè sao tìm được. Thử thách trốn tìm người bắt quanh tỉnh như này thật sự rất là khó, như là mò kim đáy bể luôn. Kể cả là thám tử hay là ai đi nữa, thật sự là khó luôn. Nếu mà không có gợi ý của tôi thì sẽ không bao giờ bắt được tôi, thật sự luôn ấy. Ôi, thám tử con. Ê, anh con ơi, xe anh Dưỡng kìa rồi anh ơi. Ô tô mà ở đấy tức là người chỉ ở đây thôi, em hiểu không? Chắc chắn rồi. Anh ở đây, em bắt anh Dưỡng nhá, em về trước mà. Vậy là ở gia bình có đèn rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ vào trong xem có anh Dưỡng ở đây không. Để cho an toàn thì tôi sẽ đặt một số cái bẫy xung quanh cái căn phòng bí ẩn trong nhà hoàng của tôi. Bẫy chuột. Anh con ơi, ở đây để em vào trước. Em về trước thì phải em bắt trước chứ. Thôi mày, để anh bắt trước chứ. Em bắt trước. Thôi hai anh em mình bắt chung, chia nhau đôi phần thưởng. Chia đôi phần thưởng. Thế được, thế chia đôi phần thưởng á. Ừ. Rồi ok, đi vào bắt đi. Hai. Dương đâu? Lại bị bẫy à? Cay thế nhỉ? Anh Dương. Thôi xả mày đây, anh đi trước ra không mày lại dính bẫy đấy. Tôi đây đi quanh ngôi đền này nhưng không thấy anh Dưỡng ở đây. Bây giờ tôi sẽ về lương tài và về nhà anh Dưỡng. Chắc chắn anh Dưỡng đang ở nhà. Sáng ơi, mày cứ ở đây đi, nhiều bấy lắm, để anh đi anh bắt cho. Tôi thế anh đi đi nhá, cẩn thận nhá anh ơi. Đằng nào cũng chia đôi phần thưởng thôi, cho anh vào hết. Bấy anh ơi, không trả chứ. Nhà nhiều bấy lắm, cẩn thận nhá anh ơi. Mấy cái bấy lại không thể hạ gục được thám tử côn được. Em ơi, em lại đứng bên đấy. Ok, chắc chắn là em sẽ chỉ ở đây thôi, em không vào trong đấy đâu anh ơi. Và bây giờ là gợi ý thứ tư dành cho các thám tử. Mình không ở thành phố Bắc Linh nha, mình ở chỗ khác nha. Sáng ơi, em cứ ở đây đi, anh đi bắt thằng Dưỡng. Ok, anh cẩn thận nhá. Chính này nghi có bấy lắm, anh sẽ đi cửa phụ em ơi. Ui, sau bao năm anh Côn làm thám tử, bây giờ có vẻ thông minh hơn rồi anh Côn ơi. Cố lên nhá, cố bắt được anh Dưỡng vào. Bấy bồn. Mày không trúng anh trượt em ơi. Không sao anh ơi, vào bắt đi anh ơi. Anh coi đi, từ. Bấy. Cẩn thận. Cái này không phải là cái bấy, cái này là cái xà đơn mà. Không bấy, em rẻ xà, bấy lại gần thôi. Em đã bảo bấy rồi không tin. Anh sẽ để ý hơn, nhưng mà mấy cái bấy lại không hại được thám tử Côn đâu. Ủa? Ôi anh Côn ơi, phong về. Em mới về đây ạ. Anh tìm được anh Dưỡng rồi, em thấy không có phần đâu. Rồi anh hiểu sao đấy? Anh bị bấy chứ, bấy sao nữa? Chẳng hiểu trên này rồi. Nhưng mà cẩn thận là không bị bấy giống như mà anh đấy. Nhưng bây giờ sao, bây giờ anh em mình chia thế nào? Chia? Thôi thì bây giờ ba anh em ở đây rồi, tìm thấy anh Dưỡng ở đây rồi thì chả chia. Ok, chia ba nhá. Căn phòng bí mật ở nhà hoang này chỉ cách nhà tôi khoảng 1 km thôi. Mà tôi bật đèn sáng xanh đỏ tiếng vàng như này rất dễ thám tử phát hiện ra. Thì bây giờ tôi sẽ phải hy sinh sống trong bóng tối. Bây giờ tôi sẽ tắt hết điện ở cái căn phòng bí mật này đi. Còn trong đấy không anh Côn ơi? Cẩn thận bấy đấy. Ôi thùng gì ở giữa nhà này? Bấy rồi anh ạ. Em ơi, trong nhà này chắc nhiều bấy lắm, anh em phải để ý vào, để ý kỹ vào. Làm bấy thế này thì em sợ. Quy phần thưởng em ơi, cố gắng lên. Chấp nhận sống trong bóng tối, hy sinh vì nghệ thuật. Dưỡng ơi, mà có trong tủ lạnh này không? Không có đâu. Anh ơi. Lại bị bấy rồi em ơi. Của anh xe cứu cứu cho em đi. Cứu cái gì này? Có sao không? Anh đã bảo từ từ mà nè. Nhà này rất là nhiều bấy, mọi người phải để ý nào. Tiếp tục đi tìm đi. Mấy thằng ơi, ở bếp khả năng không có rồi. Ở dưới nhà này cũng không có rồi. Rồi anh em mình đi lên trên trần hả? Đúng rồi, em bị anh em trên trần đấy. Đang trốn trên đấy. Nhưng mà nhiều bấy. Em phải sợ gì vì vận tưởng không sợ. Em phải cứ đi đằng sau anh, có gì anh chịu hết. Tôi cảm nhận là sau khi tắt điện đi thì cái nhà hoang lại về mình cái dáng vẻ ban đầu. Thì bây giờ tôi lại cảm thấy hơi sợ hãi một chút. Nhưng mà không sao, tôi phải cố gắng vượt qua nỗi sợ để
chiến thắng cái thử thách này, không để ba thám tử bắt được tôi. Cẩn thận cầu thang có bẫy đấy, kiểu gì chắc chắn anh Dương sẽ để bẫy ở cầu thang. Anh Đạo Đình ơi, có sao không? Sao đâu em ơi, vì phần tưởng, cố lên em ơi. Chạy dậy đi, bắt đi, để lấy phần tưởng. Vì phần tưởng em ơi, cố lên. Cẩn thận nhá. Không biết các thám tử có ra đây tìm không, nhưng mà bây giờ tôi đang rất là lo lắng. Các thám tử đang cách tôi chỉ hơn một cây số mà mình lại là ở trong nhà hoang. Bây giờ cảm giác hơi sợ sợ nữa. Tiếng gì đây nhỉ? Ôi các cô ơi, sợ thám tử bắt lại còn vừa sợ ma. Ôi này, đây là sợ thật chứ không phải sợ đùa đâu nhá. Ra gà này. Gì đây? Làm bấy chứ. Nhưng mà không sao, với ba thám tử là anh em mình tiếp tục đi tìm. Dạ em ơi, cẩn thận nhá. Cẩn thận đấy. Em sợ lắm, cẩn thận bấy đấy. Anh ơi, làm sao không? Có sao không? Không em ơi, trong đây lại không có bấy em ơi. Có bấy trong này à? Cũng không có dướng ở đây luôn. Mình đi ra ngoài hiên xem có không đi. Thôi, khả năng anh Dương không trốn ở đây đâu. Em ơi, phải đi ra ngoài hiên tìm chứ. Cái chỗ này tía tôi khóa vào nhá. Tôi thò tay ra, tôi khóa cửa từ bên trong. Hiện nay tôi đang review cho mọi người thôi. Tối đen như mực luôn như thế này thì người ta để tìm những cái chỗ vào dễ vào như này. Cái gì trơn thế này? Lại là bẫy rồi. Nhiều bẫy lắm thôi. Khả năng không tìm anh Dưỡng đâu. Cãi anh Dưỡng, anh Dưỡng trốn đâu trốn. Cãi chúng mày bỏ anh sẽ đi tìm một mình. Em ơi cố lên vì phần thưởng. Kiểu gì trong đấy có mấy cái bẫy được vào anh con này. Thử thách này khả năng tôi giành chiến thắng rồi. Nhòm nó không thấy gì luôn. Phải mở cửa ra cơ. Mở tiện tôi sẽ khóa cửa nhá. Tôi đã găm cái khóa sẵn để tôi khóa rồi. Tôi vào bên trong tôi khóa cửa cho mọi người xem. Thò tay ra bên ngoài khóa cửa luôn này. Đấy. Khả năng bây giờ tôi tắt cả đèn flash này đi. Vì tôi cảm thấy cái đèn flash này nó vẫn hơi sáng. Vẫn dễ bị lộ. Phong ơi, lại gì? Anh đã bảo rồi, mày đi đằng sau đi. Mày cứ là đi đằng trước đi. Em ơi, suốt ngày dính bẫy thế. Luôn lại đằng sau. Em cứ phải đi như anh này. Cứ đi cuối cùng, làm sao mà dính được bẫy. Cẩn thận đấy, cô đây. Giờ ra cái chỗ phơi quần áo này xem có không. Sao là không có rồi. Không có rồi. À, trên lóc nhà. Nguyên cái nhà của anh còn mỗi cái lóc nhà là chưa tìm thôi. Thế thì chỉ trên lóc nhà thôi. Đi anh em mình. Anh đi trước. Anh phải đã sợ chết là chốc. Nếu mà được phần thưởng thì lấy ít tiền thôi nhá. Không, phải chia đôi rồi đấy. Nhớ chia đôi đấy. Anh ơi, chưa cho em với. Em mới dính bẫy nhiều hôm nay phải chưa cho em chứ. Em ơi chia gì chứ, hai tôi em còn dính quần. Em ơi với ba anh em mình đồng cam cộng khổ rồi, thôi chia đều đi. Anh là anh lớn chia đều đi. Thôi thế được, chia cho Phong. Đúng rồi anh ơi. Giờ anh em mình phải lấy cái than ra để bắt thì trèo lên trên mái mới được. Bật đèn flash lên không sợ lắm. Tôi cảm giác 30 phút sống trong bóng tối cảm giác như tôi sắp phát điên ý. Tôi bật đèn lên flash lên, nếu mà các thám tử đi dưới ra gần đến đây thì tôi tắt đi chứ cảm giác tắt điện đi sợ lắm. Nhớ ơi, lần này mày chạy đi đâu, mày không chạy đến đâu. Cẩn thận bay ấy anh ơi. Ok, làm sao mà thoát được ba thám tử đây? Anh sáng mình cùng bắt cùng cô đi. Thôi anh chị, em đau chân lắm. Anh sợ bay lắm. Có không anh cô ơi? Tại chưa? Sáng này không có ở trên đây đâu. Cô anh sẽ trốn đâu được để tìm hết quanh nhà gì? Đây tôi nhìn qua các lỗ này, nếu mà thám tử ra nào là tôi sẽ biết. Không tắt điện đi nhá. Chân tay tôi đang bủn rủn hết rồi này. Cô sống trong bóng tối khoảng 30 phút thôi mà đã như thế rồi. Tài nhỉ, anh em mình tìm khắp nhà rồi mà không thấy xe ở đây, nó đi đâu được nhỉ? Thế em nghĩ xe ở đây thì chỉ gần đây, ngoài ao, khả năng chỉ ngoài ao thôi. Vào. Ừ đúng rồi, ngoài ao anh em mình đã ra đâu? Đi ra đấy đi. Ui anh ơi. Cẩn thận nhá, cẩn thận ông bị bẫy đấy. Anh chưa gì chả có bẫy anh ơi, cẩn thận. Ngoài đi trèo. Nhưng mà ở đây dây tiếp gai là mình không trèo được đâu. Có chỗ nào không anh? Mình đi thử ra đầu kia xem nào. À đầu đấy có bờ tường trèo được anh ạ. Chỗ này toàn xương rồng thôi. May quá tôi có cái lỗ này, tôi theo dõi được mọi người. Đây, chỗ này không có xương rồng này Phong ơi. Để em trèo trước rồi. Em ơi phải cởi dây cởi tất ra chứ. Vì phần lộ qua mương này luôn á. Chả lộ đi. May quá mình tắt điện tối hôm. Không ai biết trong này. Tiền thưởng lớn mà tội gì. Anh có đây em có thể anh đẩy hộ em lên đi anh. Không tới á. Đúng rồi. Đây là anh đẩy mày lên. Anh ơi. Em bỏ cuộc. Thằng anh dẫm vào mảnh xanh rồi. Ui, mảnh xanh to lắm. Cẩn thận đi, em đã bảo cẩn thận rồi. Em ơi, nhưng mà không sao. Sáng ơi, vào đi, anh giả soát hết rồi, không còn bẫy đâu. Thôi, đẩy bẫy em sợ lắm, không vào đâu. Em ơi, không vào thì đem máy quay đây để anh đi quay, anh đi bắt thằng Dưỡng. Đây. Cẩn thận nhá. Phong thì đã bỏ cuộc, sáng cũng không dám vào thì giờ một mình tôi sẽ đi bắt thằng Dưỡng nhá. Sợ gì, làm sao mà bẫy được thám tử côn. Ở cái đống cây này không có. Tiếp tục di chuyển đi vào trong đây xem coi có không. Các bạn ơi, trời tối rồi, các bạn có nghe tiếng mèo kêu ghê quá. Hai cái thằng kia sợ chết nó đã bỏ cuộc rồi. Em vào đây có không có.
Đợi em ạ. Ở đây lại đi. Đây cái thùng gì đây? Không có luôn. Tôi phải để ý thật kỹ không lại dính bẩn đấy các bạn ạ. Đây có cái thùng gì này. Vô lý, xe nó ở đây, ở nhà không có, ở ao không có. Trong đây là một cái phòng nhưng mà quá rồi. Chắc không có giếng ở đây đâu. Giờ thì chỉ đi ra trên cây với chuồng vịt này. Trên cây này không có rồi. Chuồng vịt đây thì chỉ có mấy con vịt thôi. Sáng ơi, tìm kỹ rồi không có rồi. Biết nó trốn ở đâu mà tài thế nhỉ. Cây ổi này cũng không có. Em ơi, thế khả năng là nó đánh lừa anh em mình rồi. Nó bấy ở nhà mới ở đây nhưng mà nó lại đi trốn chỗ khác. Bây giờ trời tối như này rồi, nếu mà trốn chỗ khác thì biết tìm ở đâu. Sáng ơi, ở đây không có rồi, anh em mình đi chỗ khác thôi. Thế bây giờ đi đâu nhỉ? À, nhà em. Nhà em là ở gần đây thì khả năng anh Dưỡng cũng trốn ở đấy. Ừ, đi anh em mình về nhà em tìm. Đi, đi. Tìm xe máy. Vậy là anh Côn mới sáng đang lên xe máy đi rồi. Mọi người nghe tiếng xe máy không? May quá, suýt nữa thì bị bắt. Anh Côn trèo vào tận đây tìm luôn. Sáng ơi, đã. Nhà em gió nhất, em đi vào trong nhà tìm đi. Anh đi ra vườn và ra chỗ bể cá sấu em ơi. Nhưng mà em sợ có bẫy. Nhà mày thì lấy đâu ra bẫy? Thôi để em vào tìm nhá. Ừ, nhưng vẫn phải cẩn thận đấy. Làm cái thử thách căn phòng bí mật này. May là tôi không bị bệnh tim. Tôi mà bị bệnh tim là tôi không thể tham gia thử thách này được. Ôi ôi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy. Nhưng mà cũng may thì đã thoát rồi. Anh Côn mấy sáng mấy phong đã về rồi. Yeah. Yeah. Chắc là thằng Diếu nó không trốn ở đây đâu. Vì nhà chú tôi ở kia có nuôi rất là nhiều chó. Nếu mà nó trốn ở đây thì chó nó sẽ sủa không ngừng rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ ra chuồng cá sấu nhá. Vừa nãy cứ quay trong bóng tối không dám nói năng gì luôn. Nói ra tôi định nói thầm nhưng mà anh Côn ở khoảng cách rất là gần. Nói chung là tôi không dám nói, tôi chỉ để màn hình đen xì thôi. Mọi người thông cảm nhá. Lúc đấy không dám nói chứ nói là phát hiện ngay. Diếu ơi, mày có trốn ở đây không? Có trong chuồng cá sấu không? Không có ạ. Các bạn ơi, cho các bạn xem con cá sấu này. Lớn chưa? Cực lớn luôn. Không có ở đây rồi. Giờ đi vào trong nhà xem sáng có bắt được dướng ở trong nhà không các bạn ơi. Sáng ơi, trong đấy có không? Trong này cũng không có anh ạ. Cũng không có. Ở đâu được nhỉ? Bây giờ anh em mình đi ra ngoài đồng đi. Ngoài đồng có một cái nhà hoang nữa. Ừ, đi anh em mình đi. Mọi người đã tìm ở đây rồi thì chắc chắn mọi người sẽ không quay trở lại đâu. Tôi có thể tự do ở trong cái căn phòng bí mật của tôi thôi. Đi vào tìm luôn anh ơi. Đúng ngoài rồi. Đồng thì chắc chỉ có mỗi cái nhà này là trốn được nữa thôi. Em ơi, cẩn thận nó có bẫy ấy. Rồi. Không có anh ạ. Tài nhỉ. Thế anh Dưỡng trốn ở đâu anh Dưỡng ơi? Thật sự bây giờ tôi đang rất là vui vừa gọi là hồi hộp. Nói chung là rất là vui, bây giờ vui. Bao nhiêu thử thách thua rồi, lần này đang có cơ hội chiến thắng. Thật sự bây giờ tôi rất là vui luôn, rất là phấn khích. Chẳng nghe thua mãi được cơ. Giờ làm nào anh ơi, không tìm thấy rồi. Sáng ơi, thằng Dưỡng nó quyết tâm lắm, nó đặt nhiều bẫy như thế. Tôi tốt nhất anh em mình bỏ cuộc sớm đi cho nó khỏe. Chứ anh dính bẫy từ chiều giờ anh mệt lắm rồi, hình như anh ốm rồi em ơi, lạnh hết người rồi. Giờ làm nào? Ok em có đi tìm thì tìm thôi, anh bỏ cuộc anh đi về trước rồi. Có mỗi anh, em đi theo anh. Bây giờ anh bỏ cuộc thì em làm nào? Thế thôi em bỏ cuộc, chờ em với. Ông cameraman đã thông báo tất cả mọi người đã bỏ cuộc. Vậy là tôi là người chiến thắng. Căn phòng bí mật ở nhà hoàng tôi đã giành chiến thắng. Không một ai phát hiện ra căn phòng bí mật này. Thật sự rất là vui, rất là hạnh phúc luôn. Vậy là số tiền này vẫn thuộc về tôi. Yeah. Vậy là sau clip, nếu mọi người thấy clip hay cho tôi một like, một subscribe, đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn. Xem clip, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt.